Nhân dịp lễ Phật đản và Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer, ngày 26 tháng 4, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến chùa Chan Ta Rang Say chúc Tết Chư Tăng, Phật tử cùng đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây. Gửi lời chúc mừng đại lễ Phật đản và Chôn Trần Nam Thơ Mây tới chư tôn đức, quý sư sãi và bà con Phật tử Khmer, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm nay Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhưng quý sư sãi, tín đồ, các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer đã nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tập trung tín đồ tổ chức các nghi lễ đón năm mới tại chùa, các nghi lễ cầu nguyện được đưa lên mạng để bà con cầu nguyện. Điều đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chư tăng tín đồ Phật giáo Nam Tông Khmer, đảm bảo an toàn sức khỏe của người xuất gia, tín đồ và cộng đồng, góp phần phòng chống dịch đạt kết quả khả quan. Phó Thủ tướng cho biết, lý do chúc Tết muộn vì thực hiện chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dừng tất cả các hoạt động, trong đó có hoạt động tôn giáo. Do đó, các hoạt động viếng thăm của lãnh đạo cũng không tiến hành. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang giai đoạn bình thường mới, vừa chống dịch, vừa làm kinh tế để tạo điều kiện cho bà con buôn bán, làm ăn. Tuy nhiên, với các dịch vụ không cần thiết thì phải tạm dừng. Đáp từ, Hòa Thượng Danh Lung thay mặt cho Chư Tăng và Phật tử đồng bào Khmer bày tỏ niềm vinh dự và tri ân sự quan tâm của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phái đoàn đã dành thời gian quý báu đến chùa chúc Tết đồng bào và Chư Tăng Khmer. Hòa Thượng cũng cho biết, Tết năm nay Chư Tăng và Phật tử đồng bào Khmer luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ thị của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về phòng chống dịch COVID-19. Và dù Tết cổ truyền không diễn ra quy mô như mọi năm, nhưng vẫn trọn vẹn, không mất đi ý nghĩa, niềm vui trong lòng Chư Tăng và đồng bào Khmer.